Kính thưa các thầy, các bạn và các học trò cũ thân mến của tôi. Như vậy đã là hơn một thế kỷ tôi lăn lộn với nghề thầy thuốc và nghề dạy học. Trong quá trình học nghề, trong quá trình hành nghề, tôi đã gặp bao nhiêu vấp ngã, có khi đau đớn. Cho nên hoài bão của tôi là làm thế nào tránh cho các em khỏi phải trải qua những vất vả như tôi. Vì thế mặc dầu bây giờ đã 86 tuổi, sắp 87 tuổi rồi, tôi vẫn dấn thân vào sự nghiệp giáo dục và cùng một số thân hữu thành lập trường Đại học Dân lập Hùng Vương. Và như vậy trường đã được 5 năm tuổi, mặc dầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà trường cương quyết giữ và phát triển tôn chỉ đường lối của trường là góp vốn đầu tư mà không bao giờ nghĩ lấy lại và lấy lời. Và sĩ số sinh viên luôn luôn đủ, chỉ đủ và đáp ứng được để đào tạo con em có chất lượng. Vì thế trường chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì những khoa, những lớp chỉ có 50, 30, 40 sinh viên nếu là những khoa mà đất nước cần, ví dụ như quản trị bệnh viện. Một cây làm chẳng nên non, ước mơ thì rộng lớn. Vì thế mong rằng các bạn sẽ tích cực tiếp tay với chúng tôi để giấc mộng của chúng tôi sớm thành sự thật, để trường Đại học Hùng Vương đúng là một mái nhà ấm cúng cho tất cả các em, ở trong đó có tình thương, có thương yêu, có đùm bọc. Tôi kêu gọi không những các thầy, không những các bạn, không những các trò thân hữu của tôi, mà chúng tôi kêu gọi tất cả những nhà có tâm huyết, có hoài bão đóng góp với tôi vào trong sự nghiệp này. Và dĩ nhiên khi các bạn, các thầy, các thân hữu đóng góp thì có đáp lại. Để thế này, để làm thế nào là trường có thể phát triển nhanh chóng, nhưng nhanh có thể xây dựng cơ sở và đồng thời mở thêm những lớp và mở một cái khoa mà tôi tha thiết nhất, đó là khoa y. Bởi tôi là người thầy thuốc như thế tận tụy suốt đời, mong rằng sẽ có một cái khoa y dân lập, ở trong đó là chúng tôi đào tạo những người bác sĩ đáp ứng được nhu cầu đất nước, nhưng mà có một trình độ để đối tác được với những bác sĩ quốc tế và nhất là những bác sĩ ở vùng Đông Nam Á. Một lần nữa tôi xin kêu gọi các bạn và mong rằng nguyện vọng của tôi sẽ sớm được thực hiện. Được hay không chính là các bạn có tiếp tay với chúng tôi. Cảm ơn các bạn và xin gửi lời tâm huyết. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, song tôi chưa từng thấy nơi nào có một vị giáo sư 86 tuổi như giáo sư Ngô Gia Hy đứng ra sáng lập trường và còn là hiệu trưởng của một trường đại học. Tôi lại càng khâm phục hơn nữa khi được biết rằng bằng uy tín của mình, dù kinh tế nước Việt Nam còn nhiều khó khăn, giáo sư Hy đã huy động được sự đóng góp vốn đầu tư ban đầu hơn 2 tỷ đồng Việt Nam một cách bất vụ lợi, không ai chia lời và đòi hoàn lại. Sau 4 năm hoạt động thì vốn đã tăng lên gần gấp 3 lần, trong khi trường lại đã cương quyết theo đuổi chủ trương chất lượng là mục tiêu đào tạo hàng đầu. Trường lại có những hoạt động rất độc đáo, sáng tạo và được dư luận tán thưởng. Dù đầu vào còn hạn chế, song cái khoa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên đã rất khả quan, nhất là xã hội đã sẵn sàng hoan nghênh, nhiều sinh viên đã có ngày công ăn việc làm. Tôi biết rất rõ hoài bão, tâm huyết, khả năng của những người sáng lập, lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương như giáo sư Ngô Gia Hy.
tôi cũng đã sẵn sàng hợp tác, nhận lời mời từ Pháp về giảng dạy cái môn âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam mà trường Đại học Hùng Vương là đại học đầu tiên tại Việt Nam có cái sáng kiến đưa cái môn học âm nhạc này ở cấp đại học. Tôi cũng rất rõ muốn xây dựng một trường đại học, ra một trường đại học sánh với các đại học tiên tiến trên thế giới là rất tốn kém, rất cần nhiều thời gian và cần sự đóng góp to lớn của xã hội. Việt Nam vừa trải qua một cuộc chiến tranh rất lâu dài, vô cùng ác liệt, còn rất nhiều khó khăn, đang bắt tay vào cái việc xây dựng, tái thiết đất nước, rất cần đầu tư nhiều vào giáo dục. Những nỗ lực lớn lao và xây dựng đại học vừa mang tính Việt Nam, vừa mang tính hiện đại của các lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương mà tiêu biểu là giáo sư Ngô Gia Hy là điều đáng hoan nghênh và cần được hỗ trợ cụ thể và có hiệu quả. Tôi kêu gọi những người hằng tâm hằng sản ở trong và ngoài nước quan tâm đến giáo dục, đến Việt Nam có được cái sự trợ giúp cụ thể để cho giáo sư Ngô Gia Hy cũng như trường Đại học Hùng Vương có được một mảnh đất đầu tiên và xây dựng cơ sở đầu tiên riêng cho trường, thay vì phải mất hàng tỷ đồng hàng năm để đi thuê như hiện nay. Tôi rất tán đồng cái lời phát biểu của nhà thơ Huy Cận trong cái dịp thăm trường ngày 8 tháng 11 năm 1999 rằng trường Đại học Dân lập Hùng Vương là một trường đại học rất có tương lai. Sự tiếp tay hỗ trợ của chúng ta đối với một đại học còn quá non trẻ mà lại rất đáng tin cậy như trường Đại học Hùng Vương thật hết sức cần thiết để góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng tái thiết đất nước. Xin trân trọng gửi lời chào thân ái và thành công. Thời sinh viên với bao kỷ niệm vui buồn bên nhau cùng những hoài bão ước mơ hằng ấp ủ luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong ký ức những ai đã từng ngồi trên ghế giảng đường đại học. Mai kia ra trường, mỗi người có một hướng đi riêng, một cuộc đời riêng với bao nỗi lo toan riêng, nhưng làm sao có thể quên được mái trường đại học đã từng là điểm tựa cho ta bước vào đời. Vào đại học, đó luôn là mục tiêu phấn đấu của hầu hết các học sinh sau chặng đường 12 năm phổ thông. Nhưng đâu phải ai cũng có đủ điều kiện và may mắn trúng tuyển vào những trường đại học chính quy. Được thành lập từ cuối năm 95 và là một trong 17 trường đại học dân lập của cả nước, Đại học Hùng Vương đã mở ra cho các học sinh một lối đi khác cũng nhằm tiến tới đích. Mang tên vị vua đầu tiên của đất nước Việt Nam, trường Hùng Vương bước đầu đã hướng hoạt động giáo dục đào tạo của mình đến gần với truyền thống văn hóa Hùng Vương, một truyền thống yêu thương, đoàn kết vốn có từ hàng ngàn năm nay. Để thực hiện phương châm khoa học, phát triển, đạo đức, trong đó đề cao sự kết hợp giữa đạo đức và chất lượng đào tạo, về phía mình, những người sáng lập trường đã quyết trung thành với tôn chỉ, bất vụ lợi cá nhân,
được đề ra từ ngày đầu vận động thành lập. Những nhà đầu tư tự nguyện góp vốn, không chia lời và không lúc nào ngã lòng, chùn bước trước khó khăn. Đó không phải là chuyện đơn giản trong thời buổi hiện nay. Có thể hiểu thêm phần nào qua lời giải bày của giáo sư Ngô Gia Hy, hiệu trưởng trường. Sở dĩ chúng tôi lấy tên Hùng Vương là nghĩ rằng theo đúng chủ trương của nhà nước, của đảng, của chính phủ, làm thế nào duy trì và phát huy được cái văn hóa dân tộc trong mọi hoạt động, nhất là ngành giáo dục. Mà rõ ràng cái tinh thần văn hóa của Hùng Vương thì ai cũng biết, đó là tinh thần bánh chưng bánh dày, tinh thần phù đồng thiên vương, tinh thần trầu cao. Nó mang một cái tính đặc biệt của dân tộc Việt Nam, ở trong đó có thương yêu, đùm bọc và có cả dân chủ. Và chúng tôi mong rằng thể hiện được cái tình ở đó trong trường Đại học Dân lập Hùng Vương. Khi chúng ta mở một trường dân lập thì đó là một hình thức kinh doanh, nhưng mà kinh doanh đặc biệt, kinh doanh vì sự nghiệp, chứ không phải kinh doanh vì cái quyền lợi của những người đầu tư. Vì thế cho nên là chắc chắn phải có khó khăn, và muốn theo đuổi sự nghiệp giáo dục không có vụ lợi. Cho nên là hàng năm chúng tôi lấy sĩ số sinh viên bao giờ cũng chỉ 70-80%, 90% chỉ tiêu của nhà nước cho ra. Bởi vì điều kiện trường chúng tôi về vật chất, về cán bộ giảng chưa được đầy đủ, có thế thì có mới giữ được chất lượng. Tự biết mình không có ưu thế về mặt bằng, trường đã cơ cấu các phòng chức năng rất gọn nhẹ, ưu tiên xây dựng và trang bị cho các giảng đường và các phòng khác. Thư viện thông tin là một nỗ lực rất lớn của trường Đại học Hùng Vương. Tuy cơ sở còn nhỏ hẹp nhưng đã hình thành nền tảng cho một thư viện theo mô hình hiện đại, với cách thức quản lý bạn đọc tự động bằng máy vi tính, tra cứu bằng online, catalog, nên bước đầu đã đáp ứng được những nhu cầu chính yếu của sinh viên. Trên thực tế, ngoài những giờ lên lớp chính thức, việc nhà trường khuyến khích sinh viên dùng thời gian rảnh rỗi để sử dụng thư viện có hiệu quả cũng là một cách thúc đẩy sự tự học ở mỗi cá nhân, giúp các bạn có thể hệ thống, mở rộng và nâng cao kiến thức của mình. Ngoài ra, thư viện cũng đang thực hiện phương thức outsourcing cho mình cũng như cho thư viện bạn để tiến tới liên thông với các thư viện khác. Tất cả những cơ sở vật chất khác như phòng đọc vi tính, phòng vi tính, dẫu thông dụng nhưng cũng là sự tích lũy và cố gắng rất lớn của trường Đại học Dân lập còn non trẻ như Hùng Vương. Số học phí đóng vào của sinh viên hàng năm đã được nhà trường sử dụng hữu hiệu, phân chia hợp lý ngân sách cho từng khoa. 75% ngân sách đã được dành cho quỹ đào tạo và sinh hoạt sinh viên. Lớp học được trang bị đầy đủ các học cụ và số sinh viên tối đa cũng chỉ từ 80 đến 100 em. Thậm chí có lớp như khoa toán ứng dụng chỉ có chưa đầy 10 sinh viên. Làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học tập tốt nhất? Đó là mục tiêu nhà trường luôn quan tâm và tự hoàn thiện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tạo cho sinh viên một nền tảng vững chắc về học vấn. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề lựa chọn các thầy dạy giỏi. Nhưng mà cái chuẩn bị thế nào để cho sinh viên nó học tập tốt thì việc phổ thông không chuẩn bị điều đó. Như vậy ngay từ đầu chúng tôi đã có những cái tuần lễ hướng dẫn về phương pháp học tập, về học nhóm, hay là tổ chức những cái hội thảo về vấn đề tự học. Nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái thì giáo sư Ngô Gia Hy đã chính thức đó làm chủ nhiệm cái bộ môn phương pháp học tập đại học. Và chúng tôi ngoài cái giáo trình chuẩn bị cho các em đó, chúng tôi quan tâm đến vấn đề các rèn luyện các kỹ năng thực hành. Kỹ năng đó làm thế nào để các em mới thuần thục cho vấn đề mà tự học như thế nào, vấn đề sử dụng thư viện thế nào, các hoạt động ngoại khóa như thế nào, báo cáo một cái chuyên đề như thế nào, làm bài tập nghiên cứu thế nào đó. Nhưng mà quan trọng đó là tạo cho em một cái sự hứng thú, một cái sự ham mê. Hiện nay, trường Đại học Dân lập Hùng Vương có 9 khoa, bao gồm quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, toán ứng dụng,
Anh văn, Pháp văn, Hoa văn, Nhật ngữ và cũng là trường đại học đầu tiên trong cả nước có khoa quản trị bệnh viện. Ngay từ đầu, trường đã khuyến khích sinh viên tự học, chia nhóm, học nhóm không chỉ trong những buổi hội thảo mà ngay trong giờ học chính khóa. Từ những lúng túng, bỡ ngỡ ban đầu, đến nay nhiều sinh viên đã dần quen và thú vị hơn với cách học hiệu quả sinh động này. Những buổi seminar tập trung vào những chuyên đề quan trọng giờ đây đã trở thành quen thuộc với nhiều sinh viên, kể cả những bạn mới bước vào năm học thứ nhất. Từ năm học 2000-2001 này, sau những thử nghiệm từ các năm học trước, nhà trường đã quyết định triển khai đại trà môn phương pháp học tập đại học do giáo sư Ngô Gia Hy làm chủ nhiệm bộ môn. Đây là buổi hội thảo về vấn đề này do sinh viên năm thứ ba khoa quản trị kinh doanh của trường tự tổ chức, phân công báo cáo dưới sự hướng dẫn tận tâm của giảng viên. Một thực tế hiển nhiên mà ai cũng biết là đầu vào của các trường đại học dân lập đa số yếu kém, nên việc tạo cho các sinh viên một nề nếp học tập tự giác nghiêm túc đã khó, thì việc hôn đúc cho các em tinh thần học tập hứng thú, say mê còn khó hơn gấp bội. Ít nhiều, trường Hồng Dương đã làm được điều này với chủ trương đúng đắn và độc đáo của mình là cá nhân hóa đào tạo, giúp cho mỗi sinh viên có thể tự tìm tòi nghiên cứu, tự rèn luyện và phát huy tư duy sáng tạo độc lập trong suy nghĩ, học tập. Một số sinh viên đã đạt kết quả tốt nhờ phương pháp tự học đã cho biết. Em thấy là để nói đến cái tính hiệu quả của học tập thì ta không nói đến là bạn học cái gì, mà chính ra là bạn học như thế nào. Thì trong trường đại học, các sinh viên có lẽ cần phải thay đổi một chút xíu về phương pháp học. Các thầy cô họ là không chỉ là những người giảng dạy, họ không phải là giáo viên không, mà họ là những người giúp đỡ. Ta phải nghĩ ngay đến vấn đề là làm sao để mà có được cái kỹ năng hòa đồng vào trong cái việc làm sau này, chứ không phải học là để có một kiến thức không rồi ta giữ nó mãi. Đối với các sinh viên đại học thì các cuộc hội thảo này rất là quan trọng, bởi vì nó cho một cái hình thái tiếp cận vấn đề mới. Nhưng mà học đại học là mình phải tự tìm hiểu, tự tìm các kiến thức. Tất nhiên là vấn đề tự học rất là quan trọng, cho nên những cuộc hội thảo này buộc lòng tụi sinh viên tụi chúng em phải tự sưu tầm các tài liệu để phục vụ cho đề tài, và như vậy thì tự mình làm chủ cái kiến thức của mình nói ra, và như vậy qua quá trình đó thì kiến thức được đào sâu hơn và hiểu biết tụi em cũng mở rộng hơn. Trường Hồng Dương cũng là trường đầu tiên mang môn âm nhạc dân tộc vào giảng dạy chính khóa với 45 tiết mỗi năm cho các sinh viên khoa du lịch, với một giảng viên đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, mà tuổi đời năm nay đã sắp xỉ gần 80. Đã từng giảng dạy âm nhạc Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, và dù ở đâu, ông cũng tận tâm truyền đạt hết kiến thức của mình. Nhưng cảm giác của một người được gieo cấy tình yêu âm nhạc truyền thống, được khơi dậy ngọn lửa tự hào cho chính thế hệ con cháu của mình cũng lạ lùng. Một trong những điều người thầy đáng kính này cảm thấy hài lòng nhất là sự phản ứng chân thực và nhạy cảm của các em. Từ chỗ dị ứng sang sự hiếu kỳ, tò mò, rồi yêu thích âm nhạc dân tộc lúc nào không hay, là một con đường thật tự nhiên đi từ trái tim người thầy đến trái tim học trò, và chỉ có thể có được bằng tình yêu nồng nàn và sâu sắc của giáo sư Trần Văn Khê đối với âm nhạc Việt Nam, bên cạnh vốn kiến thức uyên bác và phương pháp sư phạm độc đáo của ông. Thật vậy, khó lòng có thể giữ yên sự bình thản khi chợt nghe bản Già Cổ Hoài Lan được cất lên từ một giảng đường đại học bằng một giọng hát đúng nhịp, tự tin và không kém phần thiết tha. Và đây nữa, khác biệt hoàn toàn là những tiết tấu rộn rã, nhí nhảnh của một bài dân ca Bắc Bộ quen thuộc, Trống Cơm. Không khí cả lớp bỗng sôi nổi hẳn lên. Thoáng chốc, chúng tôi như cảm nhận được sự đồng điệu, cộng hưởng rõ nét giữa hai thế hệ thầy trò,
vốn cách xa nhau về tuổi tác, hoàn cảnh. Về bộ môn lịch sử âm nhạc Việt Nam thật sự đã đem đến cho những người trong cuộc nhiều khám phá bất ngờ. Mấy chục năm tôi luôn luôn là mơ màng có một lúc nào đó có thể có cái dịp mà dạy được âm nhạc Việt Nam, nói bằng tiếng Việt Nam cho sinh viên Việt Nam và trên đất nước Việt Nam. Thì thỉnh thoảng tôi được mời dạy nhiều lắm, được dạy chỗ này chỗ kia nói, nhưng mà chỉ nói thoáng qua trong một đôi bài rồi thôi. Thì chính ra trong 3 năm nay tôi được cái may là trường Đại học Hùng Vương tổ chức cho một cái lớp mà tôi bắt đầu tôi dạy mấy em từ lúc không còn biết gì hết. Tôi có cảm giác như là sanh một đứa con rồi mình nuôi nó từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Nó không biết gì hết mà dạy cho nó biết ca trù là gì, biết hát chèo là gì, biết cải lương tài tử là gì, biết nhạc lễ là gì. Thì điều đó là một cái điều vui vô cùng, giống như là mình thấy đứa trẻ nó cùng lớn với thời gian. Bình thường thì hầu như là em không biết gì về môn âm nhạc dân tộc. Thì bắt đầu từ những cái chuyên đề lớn mà thầy Khê đã giảng dạy cho mấy tụi em, thì em cảm thấy yêu âm nhạc dân tộc hơn. Khi mà được học bộ môn âm nhạc dân tộc xong á thì có một sự thay đổi rất là lớn. Riêng em á thì bây giờ em đã tham gia vào câu lạc bộ ca trù của trường sắp ra mắt gần đây chị. Và một số bạn của lớp em á thì bắt đầu đi học đàn tranh hoặc là đàn bầu. Với chủ trương xây dựng một nền tảng giáo dục đại học vừa mang tính xã hội vừa mang tính Việt Nam, trường Đại học Dân lập Hùng Vương cũng đã nỗ lực góp phần tổ chức nhiều buổi hội thảo và sinh hoạt về văn hóa dân tộc có giá trị khoa học như bản sắc Việt Nam trong ăn uống, bản sắc Việt Nam trong âm nhạc. Tuần lễ ẩm thực được tổ chức tại chợ Xuân Kỳ Hòa trong những ngày giáp Tết Kỷ Mão đã thu hút khá nhiều sinh viên của trường tham gia. Để giúp những sinh viên năm cuối có thêm thực tế, kinh nghiệm và cơ hội để đi tìm việc làm, trường Đại học Hùng Vương còn tổ chức nhiều buổi hoạt động ngoại khóa bổ ích như ngày nghề nghiệp, những buổi tập huấn và hướng dẫn thực hành đi tìm việc, học việc, những buổi thực tập tại các cơ quan đơn vị khác. Đặc biệt, ngày nghề nghiệp năm 2000 đã được tổ chức rất thành công trong không khí giao lưu, cởi mở và sôi nổi giữa sinh viên với các doanh nghiệp. Phá vỡ bức tường bao vây để đi vào xã hội, giúp sinh viên năng động, tự lực hơn, biết kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn là một điểm quan trọng trong phương hướng đào tạo của trường. Chính vì có thực tế, vốn sống, kinh nghiệm mà một số lần văn của sinh viên khóa 95 đã được các công ty xí nghiệp nơi các bạn đến thực tập làm luận văn tốt nghiệp đánh giá khá cao, đưa vào sử dụng trong thực tế. Đối với những người làm công tác giáo dục, có lẽ không có gì hạnh phúc bằng khi thấy sinh viên của mình không chỉ ra trường đỗ đạt cao mà còn thực sự trưởng thành, đứng vững trong đời. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, chúng tôi có dịp tham dự buổi liên hoan thân mật của trường Đại học Hùng Vương tiễn đưa 4 sinh viên khoa quản trị kinh doanh sang du học tại Pháp theo chương trình JASAI. Trong những năm qua, Hùng Vương là một trường đại học có mối quan hệ rất tốt với một số trường đại học quốc tế nổi tiếng. Và các trường Quebec, Moncton, Canada đã từng gửi sinh viên thực tập tại trường Hùng Vương. Song, đây là lần đầu tiên những sinh viên ưu tú nhất của Hùng Vương được sang Pháp học. Và nếu chương trình này thành công, sẽ còn tiếp nhận thêm 30 em nữa ở các ngành học khác. Chương trình JASA là một cái chương trình do một cái tổ chức gọi là Hiệp hội Essence Việt Nam tại Đại học Aix-en-Provence, Pháp đề xuất ra và được cái sự hợp tác của nhiều đại học tại Việt Nam. Cái đặc điểm của chương trình là kêu gọi cái sự hợp tác của nhiều cái nguồn khác nhau, các gia đình của sinh viên, rồi các tổ chức xã hội, và nó là do các thầy
của hai trường đại học hợp tác với nhau để mà thực hiện, và được nằm trong cái khung khổ của hai trường đại học, Đại học Aix-en-Provence và Đại học Dân lập Hùng Vương. Cũng có một cái đặc điểm nữa là các sinh viên mà đã tốt nghiệp ở tại trường Đại học Hùng Vương thì là được công nhận tương đương cái bằng ở tại Pháp. Đây là một cái chương trình mà nó giúp cho sinh viên chúng ta mở rộng kiến thức và có cái cơ hội để mà trao đổi với các sinh viên, và trong tương lai chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có đông đảo sinh viên tham gia vào chương trình này để tuổi trẻ Việt Nam có cơ hội để mà gặp gỡ, giao lưu và học hỏi ở tại các đại học Pháp. Khó có thể diễn tả hết tâm trạng của những sinh viên sắp sửa rời Việt Nam sang du học tại Pháp. Họ phải trải qua một cuộc sát hạch khá gắt gao. Vậy mà trong thoáng chốc như bị níu kéo lại bởi biết bao kỷ niệm thân thương với gia đình, thầy cô, bạn bè. Các bạn cho biết. Hôm nay em cảm thấy là vừa mừng và vừa lo. Mừng vì mình có cơ hội để đi học ở nước ngoài, học hỏi những kinh nghiệm mới. Và lo là không biết mình có thể hòa nhập với những sinh viên nước ngoài hay không. Nhưng mà lo thì lo, nhưng mà tự tin rằng em có thể vượt qua được khó khăn này. Cảm giác của tụi em là rất là hồi hộp, lo âu, nhưng mà đồng thời cũng rất là hân hoan khi mà được khám phá ra một cái thế giới mới. Cố gắng để mà học hỏi những kinh nghiệm, đồng thời cũng sẽ không quên những cái nôi như là nhà trường và nước Việt Nam đã góp phần giúp đỡ tụi em phát triển. Dân, đất nước này, mái trường đại học này quả có nhỏ bé hơn nhiều so với những vùng trời mới mà các bạn sắp đặt chân đến. Song chúng tôi tin rằng tất cả những điều đó vẫn chiếm giữ một vị trí to lớn trong trái tim các bạn và mãi là điểm tựa cho các bạn cất cánh. Yeah.
Trong nhau dòng lưu vô hát vân vương, kỷ niệm đẹp em cho
lòng kính ơn bà mẹ Hà Quốc Kỳ. Thank you.
giáo sư hiệu trưởng Ngô Gia Hy, giáo sư chủ tịch hội đồng quản trị Trương Công Tráng, giáo sư Nguyễn Công Tuấn phó hiệu trưởng Trần Dương Hương. Cảm tình hỗ trợ hợp tác với Đại học Hùng Vương, đó cũng là lý do buổi lễ ngày hôm nay. Tham dự buổi lễ ra mắt và truyền thống Đại học Dân lập Hùng Vương ngày hôm nay, chúng tôi thấy có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, phó giáo sư, phó tiến sĩ Nguyễn Hồng Đào. Đại diện của Ban Khoa giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ba Vân. Đặc biệt đại diện chính quyền thành phố, giáo sư Cao Minh Thì, giám đốc Sở Giáo dục, thành ủy viên. Ông Ung Ngọc Kỳ, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lâm Xuân Trường, bí thư quận ủy quận 5. Ông Nguyễn Tuấn Việt, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5. Và đặc biệt có đồng chí Võ Văn Cường, là mình là ban chấp hành của thành đoàn. Ở đây chúng tôi cũng thấy có rất nhiều các quý đại biểu. Chúng tôi cũng xin mời xin giới thiệu giáo sư Lý Hòa, là bí thư đảng ủy của khối đại học thành phố Hồ Chí Minh. Và có rất nhiều các hiệu trưởng cũng như là giám đốc. Tôi xin giới thiệu là giáo sư Nguyễn Đình Bối, là hiệu trưởng đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư là thầy Lê Thế Dõng, đại học Mở, đại diện đại học. Giáo sư Lê Ngọc Châu, Đại học Kinh tế. Giáo sư Huỳnh Thế Cuộc, hiệu trưởng Đại học Tin học Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Nguyễn Nhật Thanh, đại diện của Đại học Tổng hợp. Giáo sư Phạm Nguyên, đại diện của Đại học Đông Đô. Giáo sư Lưu Tấn Hiệp, đại diện của trường Hoa Sen. Giáo sư Nguyễn Chí Tuấn, là
đại diện của trường Minh Quân Kim Dũng. Và ở đây chúng tôi cũng có thấy rất nhiều quý vị ở trong ban giám đốc của các thành viên, cũng như là đại diện cho lưới kinh tế của thành phố. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu ông Trần Vương Tài, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Việt Hoa, ông Phan Tránh Thế là tổng giám đốc của công ty phát triển khu công nghiệp Vân Thuận, ông Thủy Minh Chiếu là tổng giám đốc của các công ty, trong đó công ty Nhật Minh, công ty OI và công ty Liên Doanh với Nhật Bản. Ngoài ra còn một số những các đại biểu khác thì chúng tôi thì không thể nói hết. Tôi cũng xin quý vị xin lỗi. Và hiện diện hôm nay chúng tôi còn có giáo sư Mujahi là trưởng đoàn kiêm hiệu trưởng của trường, và quý vị trong ban giám hiệu chúng tôi xin mời giáo sư Mujahi. Chúng tôi cũng xin giới thiệu giáo sư Đặng Đình Ngạn cùng với quý vị trong hội đồng cố vấn của chúng tôi. Quý vị khoa trưởng quản trị kinh doanh công nghệ thông tin toán ứng dụng tiếng Anh, Pháp và Nhật cùng tất cả các thầy cô đã và sẽ đang dạy tại Đại học Hùng Vương. Quý vị thân hữu và toàn thể các sinh viên của 7 lớp tháng chiều tối hiện đang ở trên lầu để xem trực tiếp truyền hình của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có quý vị của báo và đài. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bác Trần Bạch Đằng là lão thành cách mạng có mặt ngày hôm nay. Định của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14 tháng 8 năm 1995 về việc thành lập trường Đại học Dân lập Hùng Vương. Thủ tướng Chính phủ căn cứ được tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992, căn cứ nghị định số 15 CB ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, của cơ quan ngang bộ, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, công văn số 2588/DCCB ngày 31 tháng 7 năm 1995, quyết định điều 1 cho phép thành lập trường Đại học Dân lập Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2, trường Đại học Dân lập Hùng Vương là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hệ thống văn bằng của trường Đại học Dân lập Hùng Vương nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Điều 3, trường Đại học Dân lập Hùng Vương tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế Đại học Dân lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo điều lệ của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Điều 4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Giáo sư Trường Ấn kiêm hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Kính thưa các bạn và các em sinh viên thân mến, có một dòng sông, có một ngọn núi. Sông ấy là sông Thao, núi ấy là núi Vũ Lĩnh. Trên ngọn núi có ngôi đền thờ Vũ Hùng, dưới chân núi là mảnh đất trải dài. Mảnh đất ấy là đất nước Việt Nam mà chính tổ Hùng Vương đã dựng lên. Việt Nam, dân tộc Việt Nam tự hào có quốc tổ để thờ phụng, và để cứ hàng năm vào ngày 10 tháng 3 là tổ chức lễ giỗ.
Đại học Hùng Vương lấy ngày này là ngày truyền thống, và riêng năm nay cũng là ngày ra mắt. Ngày truyền thống để cùng toàn thể con cháu xa gần hướng về đất tổ và thành kính dâng hương cúng lễ. Ngày ra mắt để có đôi lời trình bày những công việc đã làm, những công việc sắp làm và dự kiến sẽ làm. Tôi xin trân trọng thay mặt cả toàn trường cảm ơn chân thành các quý vị, các bạn, cả thân hữu đã thương yêu chúng tôi và đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa, kể từ ngày trưng nước, trường đã được 3 tuổi nhưng mới chọn chứng biết đi được có 4 tháng. 4 tháng đối với một sự nghiệp giáo dục phải tính hàng trăm năm thì quá ngắn, nên chắc chắn còn nhiều ý kiến lắm. Và chắc không ý kiến sao được khi bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, trong một bối cảnh của đất nước còn vô vàn khó khăn, của một xã hội còn nhiều điều khác trái. Khi mà chính các sinh viên chưa được trang bị hành trang đầy đủ để vào đại học, mặc dầu vậy, với 600 sinh viên, 50 thầy cô, 4 ngành học, 3 trung tâm nghiên cứu, trường đã bắt đầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh giảng dạy, trường hết sức quan tâm đến giáo dục tâm thể, bởi vì trên một con người, tâm trong đó có trí và thể không tách rời nhau được. Sinh hoạt tập thể đã bắt đầu vừa nề nếp, nhờ sự tận tâm của khối sự vụ sinh viên và ban bảo trợ sinh viên, mà ngày hôm nay chốc nữa ban chấp hành sẽ lâm thời, đoàn sẽ ra mắt cùng quý vị. Trên chính sách mở cửa, trường đã đạt được mối quan hệ với các đại học trong nước cũng như ngoài nước, các tổ chức giảng dạy nghề như Canada, Pháp, Úc, Anh với những thân hữu Việt kiều tại nhiều nơi. Qua mối giao hữu này, trường đã thành lập được một thư viện mà chúng tôi nghĩ rằng không thể thiếu được trong một đại học, và tổ chức được những buổi thuyết trình ngoại khóa hàng tuần để mở rộng kiến thức cho sinh viên và không bị đóng cung trong cái chuyên nghiệp của mình. Như bạn có thể nói, những khó khăn ban đầu đã vượt qua. Tôi xin nhắc lại, những khó khăn ban đầu, chứ trước mắt còn nhiều chông gai và vấp ngã. Vấp ngã, chúng tôi sẵn sàng chờ đợi để nhấc lên tiến lên mạnh nữa và hơn nữa. Kiên trì trong khiêm tốn là những bài học không thể quên được. Lạc quan và tin tưởng là kim chỉ nam của trường. Tin tưởng sẽ thành công. Thành công là vì đây là công việc làm cho người, chứ không làm cho mình. Cũng vì tin tưởng mà trường quyết tâm năm nay mở thêm 4 khoa mới đặc biệt là khoa quản lý bệnh viện. Và ước mong rằng đến sau năm tới, với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Y học Dân tộc của thành phố, sẽ mở khoa đông y kết hợp. Vâng, thưa quý vị, đã chọn mang cái nghiệp, nghề áo trắng, nên ngay ở mái trường này, cá nhân tôi và một số anh em vẫn còn phải tiếp tục trả nợ dần. Riêng cái tham vọng của trường là thế này: ngoài những ngành chuyên môn mà chúng tôi trình bày lúc nãy, chúng tôi ước mong rằng những trung tâm nghiên cứu, nhất là trung tâm nghiên cứu về y học Đông phương, về văn hóa Việt Nam, làm thế nào có những công trình nghiên cứu khoa học để có thể mời quốc tế đến đây để cùng hiểu văn hóa của chúng mình và cùng tiến đến, nhất là các nước ở Đông Nam Á. Thưa quý vị, sở dĩ các buổi lễ này trường có gì cụ thể để tường trình, chính là nhờ sự tận tâm, tận tâm của các thầy cô, sự tích cực giúp đỡ của các vị lãnh đạo trung ương cũng như địa phương, sự đóng góp của các nhà đầu tư tiền bạc và trí óc, sự tiếp tay của hội đồng bảo trợ, hội đồng cố vấn cũng như các thân hữu trong cũng như ngoài nước. Thay mặt trường, tôi xin chân thành cảm tạ. Bây giờ
cho phép tôi có đôi lời tâm tình với các bạn sinh viên thân mến. Với chất lượng là chủ yếu, tôi xin nói chất lượng thật sự trong kết quả. Phương chất của trường là khoa học, phát triển và đạo đức. Trong đó đạo đức là cái kỹ năng với tinh thần gia đình thì vương là cơ sở. Các bạn đã cùng nhà trường cố gắng thực hiện những điều này. Thời gian thử thách tuy ngắn nhưng cũng đủ để đưa ra một vài nhận định. Cố gắng của các bạn có, chưa có, nhưng không sao. Thành thật mà nói, và ở đại học là phải nhận định. Các bạn đã nỗ lực, nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa, hơn nhiều nữa về mọi phương diện, học tập, tác phong và kể cả những lần. Mong rằng những ngày sắp tới, thầy và trò sẽ cùng với nhà trường thực hiện một cách tích cực hơn nữa những điều mà ngay từ trong tuần này hướng dẫn đầu khóa chúng ta đã có thể trao đổi với nhau. Mong rằng các bạn sẽ thành tài, biết tầm nhìn và tầm suy nghĩ, bởi vì các bạn đã được rèn luyện để đừng mất gốc và đừng tán tâm một mình. Các vị hữu trách thuận hỏi tôi thế này: thành lập và điều hành một trường đại học tức là có những khó khăn gì? Thưa con bốn cái khó khăn: tài chính, cơ sở sở đất đai, phương tiện sở sách quý và thầy. Trong đó khó khăn nhất là thầy. Thầy giỏi và tận tâm gắn bó với trường, coi công việc của trường là công việc của mình, coi trò như con mình. Sau này trường thành công hay không vẫn chủ yếu lo thầy. Cơ sở xây dựng được, đất đai có được nếu là được nhà nước cho thuê giá rẻ, phương tiện sắp được và lắp đặt được, tài chính để kêu gọi đầu tư thêm nữa và kiếm dần trong qua dịch vụ sản xuất nghiên cứu khoa học. Thưa quản thầy, không phụ và không dễ gì đến được. Thầy chỉ mời và thỉnh được thôi, và chúng tôi đã mời và đã thỉnh. Thầy đến với dân vì yêu nghề, thương trò mà nhất vì trường. Qua tuổi, nhưng nói cho đúng hơn, có nhé vì là kinh nghiệm. Cái nghiệp thầy thuốc, cái nghiệp thầy giáo, hai cái nghiệp. Nhưng dù sao giờ đây, tôi đã là người cùng hội cùng thuyền với các thầy cô. Một lần nữa chân thành cảm tạ các thầy, cô đã cùng đi với chúng tôi một chuyến đò. Cầu mong chuyến đò không ngang ngửa, dù có cả trò. Và một khi sang đến bên kia, bên thì trò sẽ bước lên bờ, một mình hiên ngang và tự tin. Và nếu có bỏ thuyền, bỏ con lối đàn sinh, bỏ thầy thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Kính thưa toàn thể quý vị các bạn, cách đây 30 năm, một nhóm anh em chúng tôi mà đều có mặt ở buổi lễ này đã ước mơ thành lập một trường đại học tư thục. Một phần ba thế kỷ sau giấc mơ ấy mới thành sự thật. Thời gian quá dài nhưng bền chí vẫn thành công. Chi ấy chưa phai mờ nên cho phép chúng tôi tỏ bày không phải một ước mơ mà ba ước mơ. Ước mơ thứ nhất là có điều kiện để xây dựng một khu đại học hùng vương mà ở đó thầy và trò cùng chung sống và cùng thẳng tiến. Ước mơ thứ hai là mái trường này đúng là đại gia đình hùng vương, trong đó yêu thương tràn ngập như trong câu chuyện cái bọc trăm trứng. Ở đó trò sẽ thành người, sẽ không vì lợi nhỏ mà quên với đại nghĩa. Ước mơ thứ ba là đại hùng vương tạo được niềm tin để muôn bàn tay, muôn chi óc sẽ cùng góp với trường dù chỉ bằng một viên gạch. Thưa ngài ấy, trường sẽ không còn là của chúng tôi nữa, không còn là ban giám của ban giám hiệu và ban quan trị, mà chính là của tất cả các bạn. Đây là niềm vui lớn nhất của trường. Cầu mong các bạn sẽ chúng tôi sẽ cho chúng tôi niềm vui ấy. Cầu xin quốc tổ phù hộ cho trường đạt được mục tiêu này. Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị và các bạn, và chúc mọi niềm vui đến với các quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong tình đại gia đình hùng vương,
thì giáo sư Trưởng Ấn kiêm hiệu trưởng đã có một cái chủ trương mang tính cách truyền thống và tương trợ. Sau đây tôi xin đọc cái bức tâm thư và cũng là lời kêu gọi của giáo sư Trưởng Ấn. Kể từ ngày trứng nước Đại học Dân lập Hùng Vương đã tròn 3 tuổi, cái tuổi của trẻ thơ được như vậy là nhờ công sức nuôi dưỡng của toàn thể gia đình Hùng Vương. Khởi đầu là những nhà đầu tư, tiếp đó là các thầy cô chấp nhận tôn chỉ và đường lối của trường đã tự nguyện chung vai gánh vác sự nghiệp chung này. Tuy nhiên, từ trẻ thơ đến khôn lớn còn vô vàn khó khăn và vất vả, kể cả vấp ngã. Con đường tiến lên còn dài, thật dài. Một hội đồng quản trị, một ban giám hiệu, một số thầy cô giáo khó đắp nổi hòn núi cao, khơi nổi dòng sông lớn. Trong khi đó, sự đòi hỏi của đại học thì đầy dẫy. Bởi vì, dù muốn hay không, một đại học dân lập không thoát khỏi quy luật của kinh doanh. Mà đã là kinh doanh lớn thì phải trường vốn. Cái vốn ban đầu gọi là tạm đủ. Bây giờ phải gây dựng cái vốn trường cử do toàn thể những người gắn bó với đại học Hùng Vương đóng góp. Do đó, để tiếp tay với hội đồng quản trị, tôi tha thiết kêu gọi mở một bát cỏ Hùng Vương dưới dạng cổ phần. Trong giai đoạn đầu sẽ tập hợp 100 cổ động viên theo tinh thần cái vòng trăm trứng. Bát cỏ này sẽ trao cho một ban quản trị dùng làm vốn kinh doanh và sinh lợi, với mục tiêu duy nhất là phát triển trường. Trước mắt là đào tạo đội ngũ giảng viên cơ hữu và chăm lo đời sống cho thầy cô. Cơ sở và phương tiện rất cần trong một đại học, nhưng giảng viên cơ hữu giỏi, sống chết với trường mới là chính yếu. Bát họ Hùng Vương còn thể hiện ý chí tự lực cánh sinh. Trước hết, hãy trông vào sức lực của chính mình. Tôi tin tưởng rằng bát họ Hùng Vương sẽ tồn tại với thời gian và là cái nôi gầy dựng những người lãnh đạo của trường trong tương lai. Bước đầu nó chỉ là con suối nhỏ, nhưng rồi sẽ trở thành dòng sông lớn cuồn cuộn, bạt ngàn, đủ nuôi nghìn cây vạn cỏ. Khi được muôn bàn tay xây đắp và vun trồng, sau đây để đọc tiểu sử của Hùng Vương. Xin cảm ơn quý vị.